mời xin mời anh lương đức sơn hồi nay anh sơn là xuất hiện trong câu chuyện của uh, những câu chuyện thành công của hành trình 72 giờ chia ta tiểu đường dạ yeah. xin mời anh là xin mời anh anh đứng đây luôn anh dạ yeah. là anh sơn à anh có thể là mình mình chia sẻ một số những trải nghiệm và sau khi anh đi tour 72 giờ chia tay tiểu đường về thì cái lối sống của anh thay đổi như thế nào và hiện nay sức khỏe của anh ra làm sao anh có thể chia sẻ với mọi người cùng biết được không ạ? À, xin chào mọi người, ạ. xin chào thầy giáo ạ và các bạn. À. à, cũng xin giới thiệu sơ qua tôi tên là Sơn, tôi năm nay 50 tuổi rồi. tôi có gia đình tôi có rất là nhiều người bị bệnh tiểu đường cho nên tới một ngày tôi phát hiện ra mình bị tiểu đường và cảm thấy rất là bình thường bởi vì là đã... di truyền mà di truyền mà à, di truyền thì và tôi đã chuẩn bị cho mình một cái tinh thần rằng là mình sẽ sống với căn bệnh này suốt đời sau này tôi còn biết là không phải riêng gì tôi mà tất cả mọi người trên thế giới này khi mà bị cái căn bệnh đó đều tin như vậy hết đều tin rằng là cái căn bệnh này nó sẽ đi theo mình suốt cuộc đời thậm chí không phải là riêng như là bệnh nhân như tôi mà tất cả bác sĩ ở trên thế giới này cũng tin như vậy luôn cũng tin như vậy luôn đó là cái điều khó khăn nhất của những người mà đã từng bị mắc căn bệnh tiểu đường như tôi không phải là căn bệnh mà chính cái ý nghĩ đó mới mới quyết định rằng là cái căn bệnh đó nó không có thể khỏi được à, thì tới một ngày thì tôi mới nhận được một cái email rằng là có một cái phương pháp là điều trị bằng 72 giờ tức là ba ngày đó thì tôi không có không có quá không có đặt quá nhiều niềm tin bởi vì cũng giống như những người bên kia thì tôi cũng tin rằng là không có không có khỏi được đâu không có khỏi được đâu nhưng mà tôi là có một cái trách nhiệm khác với chính cuộc đời tôi rằng đó, cho dù là một phần trăm cơ hội trong cái cuộc đời này tôi cũng phải đi tìm cho bằng được một phần trăm cơ hội tôi cũng phải tìm bởi vì nếu mà tôi tìm được thì tức là tôi đã tìm được một thứ rất là quan trọng trong cái cuộc đời này đó là sức khỏe các bạn có thể bỏ ra hàng trăm hàng nghìn hàng tỷ đồng để đi tìm những cái thứ mà cảm thấy rằng là ở mình rất là vui vẻ nhưng mà các bạn không có tin được rằng là, là tất cả những thứ mà các bạn mà tưởng là vui vẻ đó, đó không có ăn thua gì so với sức khỏe đâu sức khỏe nó mới là quyết định cái cuộc đời mình có giá trị hay không cho nên cho dù một phần trăm cơ hội tôi vẫn đi tìm lòng mình ra đi mà không có quá nhiều niềm tin nhưng mà vẫn cứ đi à, lúc này chị Hoa Anh có nói là hai à, mươi người 20 người ha 20 người đi đầu tiên đó các bạn phải biết là chúng tôi đi mà còn lén bỏ thuốc trong túi đó dạ dạ lén bỏ thuốc trong túi ai cũng vậy hết không phải riêng gì tôi hết đó À, và, là, là, và lâu lâu là lấy đau uống, bởi vì sợ chết. Dạ, dạ, đúng sợ chết. Bởi vì nếu mà tiểu đường mà không uống thuốc là nhiều ngày là chết. À, là chết, dạ, 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 đúng ạ. À, Coi như là đi chống dịch thỉnh thoảng phải lấy thuốc ra uống. À, lấy thuốc đó Bởi vì mình không có tin. Mình không có tin. Nhưng mà từng ngày, từng ngày, từng ngày một, chúng tôi được học những cái thứ mà từ xưa giờ mình không có biết. Mình không có biết. Ví dụ, bệnh tiểu đường á, là ai cũng bảo với tôi rằng là mẹ mà mày bị tiểu đường. Dì mày bị tiểu đường cậu mày bị tiểu đường thì mày bị tiểu đường là đúng rồi mà thầy bảo không phải no. không có một phần một trăm ngàn thôi là bị tiểu đường do di truyền thôi tức là một trăm ngàn người bị tiểu đường mới có một người là bị di truyền no, không phải mà di truyền ở đây là cái con số thống kê rằng là nếu mà ba hoặc mẹ bị tiểu đường thì cái những người con bị bệnh tiểu đường là khoảng 30%. Đó chỉ là những con số thống kê. Nhưng mà người ta không có nói là tại sao vậy, không phải là di truyền ở trong cái uh, gen mà trong bào thai mẹ sinh ra mà thực ra là người ta cứ di cái di truyền cái lối sống cha mẹ mình sống như thế nào ăn như thế nào sinh hoạt như thế nào truyền qua những đứa con mấy chục năm trời ở với họ mà thành ra một đứa con cũng thích ăn mặn như thế cũng thích ăn nhanh như thế cũng thích bỏ bữa như thế cũng thích làm không có à, không ăn trưa như thế đó là những cái thứ mà tạo ra một cái sự gọi là di truyền lối sống và chúng ta đã được di truyền cái lối sống của những người mà thân xung quanh ta đó là cái bài học đầu tiên bài học thứ hai rằng là no không cần phải điều trị, không phải uống thuốc, bởi vì thực ra căn bệnh tiểu đường không có bị hỏng một cái thứ gì trong người mà hết. ví dụ như các bạn bị đau tim tức là tim các bạn bị không có không có bình thường, các bạn bị đau thần tức là cái thần nó nó lọc không được, các bạn bị đau gan vì cái gan nó làm việc không được. còn riêng căn bệnh tiểu đường không có cái gì bị hỏng hết, không có cái gì bị hỏng thì, thì thì điều trị cái gì, uống thuốc vào để chữa cái gì đó, không có không có cái gì để chữa hết, không có cái gì để chữa thì các bạn chữa cái gì? cho nên thầy mới bảo là sẽ không bao giờ ai điều trị bằng thuốc mà hết căn bệnh hết bởi vì nó không có học cái gì để mà thì làm sao các bạn điều trị một cái xe đem vào cho cái gara gara xe bảo xe của tôi sao mà chạy không có tốt người ta không có thấy một cái gì bị hỏng hết thì làm sao người ta sửa được thì căn bệnh tiểu đường của mình cũng thấy không có một cái gì bị hỏng mà cái hỏng ở đây là một cái sự rối loạn trong quá trình tiêu hóa mà để mà điều trị cái sự rối loạn trong quá trình tiêu hóa đó thì chỉ có một cái nơi mà có thể làm được thôi là cơ thể mình nó tự nó làm lại không có cái thuốc nào có thể chữa được hết mà muốn cơ thể mình nó làm được cái việc đó thì mình phải cho nó cái cơ hội mình phải cho nó cái điều kiện mà cơ hội hay điều kiện ở đây chính là những cái thức, những cái thức ăn mà mình đã ăn từ xưa giờ nó làm phá hỏng cái cơ hội đó bây giờ thôi thì cứ ăn rau củ quả vậy đi ăn đi rồi từ từ nó hết từ từ nó hết thì từ từ là bao lâu là 72 giờ 3 ngày hết bệnh không uống thuốc nữa và các bạn có biết là tôi từ ngày đó đến giờ gần 2 năm không có uống một viên thuốc nào nữa hết tất cả các loại bệnh trong cơ thể mình tự động nó, nó rơi xa luôn tôi đã từng bị bệnh dạ dày rất là nặng có thể là đi cấp cứu ở trong bệnh chờ rẫy mà bác sĩ bảo không có thể nào mà chữa được hết mày cứ về đi rồi khi nào nó khỏi được thì khỏi mà không khỏi thì thôi nặng tới mức đó rồi rồi tôi đã bị bệnh căn bệnh men gan cao cao tới mức đó là bác sĩ điều trị bảo ta không thể nào mà tưởng tượng được một ngày mày uống một liều thuốc mà khủng khiếp như vậy rồi mà tới đó nó vẫn không uống, không có giảm chút nào hết mà căn bệnh men gan cao kéo dài thì nó sẽ chuyển thành ung thư chuyển, chuyển thành ung thư từ ngày đó đến giờ tôi không có uống một cái loại thuốc nào hết mà tất cả những cái bệnh cái đây mấy tháng tôi đi địa xét nghiệm lại bác sĩ tôi quyết tâm ở một cái bệnh viện rất là lớn và bảo rằng là ông xét nghiệm cho tôi thì xem trong người tôi còn cái bệnh gì nữa không để tôi chữa luôn và không không hay, thôi mới về đây à, rất là vui mừng được nói chuyện với các bạn như vậy tôi xin một phút nào à, có như là một cơ hội mà lớn nhất trong cuộc đời mà tôi đã đã gặp phải đã gặp được là cái chương trình 72 giờ một cái nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời là gặp phải căn bệnh tiểu đường và cái cơ hội lớn nhất cũng liên quan tới căn bệnh đó là tôi đã đi theo cái chương trình 72 giờ này sau đó có một người ở rất là xa là ở ngoài tuyến quán không biết là ở đâu ra mà bạn nói tên là bảo gọi điện thoại cho tôi bảo anh số này anh có phải là cái người mà điều trị được cái căn bệnh đó như vậy phải không ok vậy thì bây giờ anh có giúp em được không để bảo mời em vào đây đi theo chương trình này thì anh mới bảo là không thể được em điều kiện em không thể đi được mình bảo vậy thì anh sẽ giúp em 10 ngày 10 đêm Không phải là 3 ngày bởi vì thời gian xa quá Là hàng ngày là gọi điện thoại nói chuyện Buổi tối lúc nào rảnh nói chuyện một tiếng đồng hồ Sau đó Bạn đã bắt đầu chọn một ngày đó là đúng ngày mùng, mùng 2 tháng 9 Không đâu, đâu, mới báo tháng 4, 30 tháng 4 năm nay Là một ngày lễ Nghỉ ở nhà để mà bắt đầu cái chương trình mà giống như anh Sơn nói 6 Sau khoảng 2 tháng sau Trong một đêm lúc khoảng 10 giờ đêm Thì cái bạn bảo đã gọi điện thoại cho anh Sơn lúc mười giờ em và khóc và em không thể nào mà tin được là một cái chuyện mà thần kỳ như vậy không thể nào tin được bởi vì là em đã được bảo rằng là em sẽ phải sống với căn bệnh này suốt đời và em sẽ còn bị rất là nhiều căn bệnh khác nữa nhưng mà anh là một người ở đâu em không biết chưa từng gặp mà chỉ có nói chuyện thôi mà bây giờ hai tháng sau em hết bệnh rồi bảo cho anh biết là, là hôm vừa rồi em đi khám hai tháng nay em không uống thuốc mà đó đường chỉ có năm 8 thôi và em thề với anh là từ nay trở đi là em không bao giờ bị bệnh này hết tôi tôi nói thêm một tí xíu cái ý hồi nãy anh Sơn nói có nghĩa là đây chỉ là một trong rất là nhiều câu chuyện của anh đã đã giúp mọi người đúng không? Đúng Hôm bữa lúc ngồi trên xe thì anh nói đây 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 em nhìn nè, trên VN Express cái mục mà sức khỏe có cái cô đó của nó cũng bị bệnh gì gì đó là lập tức anh Sơn Uh, gửi email lên anh liền uh, uh, em ơi cái này là có thể giải quyết được này. Đó, đại loại là anh Sơn cũng muốn chia sẻ nhưng mà tại vì hình như là trên VN Express họ quy định là không được để số điện thoại phải không anh? Đó cho nên là anh Sơn đó là thôi cứ để đi tùy duyên thì sẽ gặp. Uh, và anh cũng uh, tại vì có 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 nhiều khi tôi cũng sợ phiền đến những người như anh bởi vì anh cũng là giám đốc một công ty xây dựng cũng uh, rất là bận rộn cho nên là tôi cũng nói anh ơi nếu mà Uh, bệnh nhân mà người ta muốn xin cái số điện thoại của anh để người ta muốn có thêm niềm tin có thêm động lực thì anh có đồng ý không? thì anh nói em cứ cho đi em sẵn sàng cho đi anh sẵn sàng anh sẵn sàng thì uh, thật sự mà cũng có chúng tôi cũng có rất là nhiều người giống như anh 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 sơn ví dụ như chị hà rồi các cô chú ở đây rất là nhiều người thì họ nói rằng họ sẵn sàng là cái người để chia sẻ câu chuyện thành công của họ cho cộng đồng bởi vì họ nghĩ rằng đó là cái mà để họ có thể tri ân lại uh, cái gì mà họ đã được nhận thì uh, cũng nhân dịp này thì tôi Tôi cũng xin cảm ơn anh Sơn và đặc biệt là tất cả các thành viên của chương trình 72 giờ đã cùng chúng tôi đồng hành và chúng tôi cũng rất là mong là trong thời gian sắp tới thì khi mà chúng ta đã được trang bị được thêm những cái kiến thức những cái kỹ năng Ví dụ như anh như anh Sơn là anh một người học hỏi rất là nhiều anh nói, anh học cái gì anh cũng đi học hết từ cái uh, hướng dẫn rồi từ dinh dưỡng rồi kể cả anh tự tìm hiểu thì anh có những cái kiến thức nó cũng tương đối đầy đủ nhưng có rất là nhiều người cũng không được có điều kiện học tự học như anh thì chúng tôi cũng mong muốn rằng trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình đào tạo những cái tư vấn những cái người có thể có mong muốn rồi bây giờ chỉ cần trang bị cho họ thêm một chút kỹ năng nữa là họ có thể trở thành những người giống như anh để đi giúp mọi người có được không anh? xin sì cảm ơn ạ. Yeah, cảm, ơn ạ. Sì cảm ơn. The most important difference between animals and human. Cái điểm khác biệt giữa loài vật và con người. The biggest difference between animal and human. Cái sự khác biệt lớn nhất giữa loài vật và con người. Human always want to eat medicine. Đó là con người thích dùng thuốc lắm. Animal when they are sick. Con vật khi nó bị bệnh. They get cured quickly. Nó có thể tự cái cách nào đó nó chữa bệnh khỏi rất là nhanh. So even a tiger. Thậm chí ngay cả con hổ. When the tiger gets sick. Khi mà con hổ bị bệnh. Tiger stop eating animal. con hổ nó ngừng ăn thịt động vật and tiger start eating fruits and vegetables. và nó bắt đầu ăn rau củ quả <laughs> mới đúng không ạ dành một chàng có tay cảm ơn thầy Thank you. Thank you. even tiger understands Thậm chí ngay cả con hổ nó cũng hiểu ra rằng that for tiger, the, fruits and are the medicine. đối với con hổ là trái cây và rau củ quả chính là thuốc của nó And if you have dog in your home, nếu như các anh chị có nhà có nuôi chó, then you already know. Và mình đã biết rồi. When your dog is sick, khi nào con chó nó bị bệnh, it run away from the house. Nó lúc nào cũng chạy ra khỏi nhà. And go towards the grass. Và nó đi tìm những cái cỏ. And start eating grasses. Sau đó nó bắt đầu ăn cỏ. So dog knows this. Và con chó nó biết được điều đó. That the grasses are the medicine. Là cỏ đó nó chính là thuốc. Even the cat know about it. Thậm chí con mèo cũng biết về điều đó. Now it's the turn of the human to know about it. Bây giờ thì đã đến lúc con người nên biết về điều đó. <laughs> Thomas Alva Edison. Và có rất là nhiều lý do. Thomas Alva Edison, the, the inventor of bulb. À, Thomas Edison đúng không ạ? À? Khi sáng chế ra bóng đèn. He told. Và ông nói rằng. In 21st century cơ thế kỷ thứ 21 the human will not use medicine anymore con người sẽ không còn dùng thuốc nữa time will come đã đến lúc when fruits and vegetable will become the ultimate medicine và đến lúc chính là rau củ quả chính là liệu thuốc hữu hiệu nhất even einstein told this thậm chí cả einstein cũng đề cập đến chuyện đó that if the human nếu như chúng ta là con người, can eat lot of and Nếu chúng ta ăn rất nhiều rau củ quả, they can never be sick. chúng ta sẽ không bao giờ bị bệnh đâu. That will be the end of sickness. Và cái đó là cái cuối cùng của việc còn lại chúng ta bị bệnh đấy. So one important thing. Và thêm là một điều mà chúng ta cần phải biết nữa. Whenever you are sick. Khi mà các anh chị bị bệnh, that sickness your body can fight. Và bệnh thì cơ thể của chúng ta có cái cách để chống lại được bệnh. God has given us immunity. Bởi vì tạo hóa đã tạo cho cơ thể của chúng ta có hệ miễn dịch. And that immunity helps us to get cured. Và nhờ hệ miễn dịch đó mà chúng ta được chữa lành bệnh. But for Nhưng mà hệ miễn dịch nó chỉ làm việc cho chúng ta give them to fight Nếu như chúng ta đưa cho nó cái công cụ để giúp nó hỗ trợ nó để chống lại bệnh tật. And that tool is the tool of fruits and Và cái công cụ đó chính là rau củ quả. So not the drugs. Nó không phải là thuốc. You are sick not because of a deficiency of any drug. Chúng ta không chúng ta bị bệnh không phải là vì chúng ta thiếu thuốc. So how you can get cured by taking lot of drugs? Vậy thì làm thế nào mà chúng ta khỏe được bằng cách chúng ta cung cấp thuốc được? So by bằng cách nếu như chúng ta uống nhiều thuốc vào, you can get a temporary comfort. Chúng ta sẽ cảm thấy một cái sự thoải mái tạm thời. Nhưng mà điều đó sẽ là nguyên nhân khiến cho chúng ta bị bệnh nặng hơn. Chính vì vậy mà chúng ta phải uống thêm một vài cái số thuốc khác rồi chúng ta để chữa bệnh cho những cái phản ứng phụ khi chúng ta uống những cái thuốc trước đây. Today is the day to launch Vietnam diabetes educator Program. Ngày hôm nay là chương trình ra mắt chương trình là tự nhân viên chuyên viên tư vấn tiểu đường VDE. So uh, why you should be a diabetes educator? Vậy thì tại sao chúng ta kêu gọi càng ngày càng nhiều người trở thành chuyên viên tư vấn về dinh dưỡng tiểu đường? I'll give, I'll give you three reasons. Thầy cho chúng ta ba lý do. Reason number one, lý do thứ nhất. This I will tell with my own experience. Thầy sẽ chia sẻ bằng trải nghiệm của chính thầy. I never talked about it before. Thầy chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện này trước đây cả. First time I'm sharing with you my experience, my feelings. Nhưng đây là cái lần đầu tiên thầy chia sẻ điều đó. Chúng ta dành một tràng một tay cảm ơn thầy đó ạ. Okay. The reason number one. Lý do thứ nhất. My experience. Trải nghiệm của thầy. Whenever I travel in any country. Khi bất kỳ khi nào thầy đến bất kỳ nước nào trên thế giới. I frequently travel to about 10 to 15 countries. Và thầy thường đến 10 15 đất nước rất là nhiều. So all nearby countries. Và gần những cái nước quốc gia gần nhau. More than 100 cities. Và nếu mà tính ra thì hơn 100 cái thành phố. Last week I was in Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dạ, tháng trước thì thầy có tới Kuala Lumpur. Having similar kind of program. Cũng có một cái chương trình tương tự như thế này. So one Uh, 70 year old lady she came on the stage suddenly 70, people. 70 year old lady come on the stage có một người uh, giống như một cái cụ bà là 70 tuổi lên trên sân khấu and she told me that i need the mic i want to speak something và bà cụ mới nói rằng bây giờ tôi cần cái micro tôi muốn nói một điều gì đó so i gave the mic sau đó tôi đưa mic cho cụ she said that about one year back và cụ mới nói rằng I một năm năm trước i was searching something on internet Tôi có đọc cái thông tin ở trên internet. I saw your video. Và tôi thấy cái video của thầy. Of how to cure diabetes. Cái cách mà chữa tiểu đường như thế nào. I applied that method. Và thế là tôi tự ở nhà tôi làm theo. And <laughs> I got cured of diabetes. Và tôi chữa được khỏi tiểu đường. And when I came to know that you are coming to Kuala Lumpur. Và khi mà tôi biết rằng thầy sắp tựa tới Kuala Lumpur. I just came here to say thanks to you. Tôi chỉ đến đây để nói cảm ơn thầy thôi. So That made me really happy và thực sự là tôi rất là hạnh phúc for ra là những cái câu chuyện đó nó không mới đối với tôi Facebook và nếu như mà lên Facebook của thầy my YouTube channel, à, hay là kênh YouTube của thầy means from all over the world comes. rất là nhiều người trên khắp nơi trên thế giới where they say that by using this method they got cured. Và họ nói với tôi rằng họ đã áp dụng phương pháp của tôi và họ đã chữa khỏi bệnh. But these are the people who are a positive minded people. Positive minded people. Và thậm chí là nó positive trái ngược thinking. với những cái người mà like Mr. Sun. À đúng rồi, giống như là anh Sơn. A strong willpower, strong positive trong trường hợp của An Sơn là một người Anh Sơn có ý chí rất là mạnh. Because to do something different. Bởi vì để làm được một cái điều gì nó nó lạ. You have to have courage. Mình cần phải có sự can đảm. Like Mr. Sun. Giống như anh Sơn vậy đó. <laughs> It was not an easy decision for him. Thật sự là không à, nó có nghĩa là không có dễ dàng đối với the anh. First day when he came for the diabetes tour. Thầy còn nhớ là cái ngày đầu tiên anh tới cái chương trình 72 giờ. With the bag of medicine. Anh ấy mang theo một cái túi sắc đầy thuốc. As I tell to all the patients, và hầu hết là bệnh nhân ai cũng mang thuốc đi hết. I told him also that you have to first uh, throw all the medicines. Và thầy mới kêu vứt hết thuốc đi mọi người ơi. But he had faith on himself. Nhưng mà người ta vẫn còn sợ. And maybe faith a little bit on me also. Thậm chí còn sợ cả thầy nữa. And more importantly, a lot of courage. À, và sau đó thì có rất là nhiều cái gọi là sự can đảm đấy. So not everybody can get cured. Thật sự là không phải tất cả mọi người Đều first đều có thể chữa được đâu. First step, of course you have to have a belief. Thứ nhất để khỏi được mình phải có một cái niềm tin. reason number Đó là lý do đầu tiên. So why you should be a diabetes educator? Vậy thì tại sao chúng ta cần rất là nhiều người là chuyên viên tư vấn tiểu đường? I think the most important thing is it will give you a lot of happiness. Bởi vì cái thứ nhất khi mình trở thành một cái người tư vấn tiểu đường thì mình có rất là nhiều hạnh phúc. When you see a lot of people around you khi mà mình thấy rất là nhiều xung quanh mình with your they will get cured. mà mình thấy rằng họ được chữa khỏi bệnh. Not will, uh, agree with you. Và thậm chí ban đầu họ có thể là không đồng ý với mình. Not everybody will follow your suggestion. Không phải ai cũng theo sự gọi là đề nghị của bạn, đề xuất của bạn. But some of them will follow the suggestion. Nhưng mà cũng sẽ có một số người theo đúng không ạ? And when they get cured, Và khi mà người đó được chữa khỏi, they will be with you thì họ sẽ đồng hành với bạn. Giống như là anh Sơn đồng hành cùng với chúng tôi. Và chúng ta sẽ trở thành những người bạn với nhau. Và ngày càng chúng ta càng giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Vậy thì điều này khiến cho chúng ta vô cùng hạnh phúc. to Và trên thế giới này, điều làm một cái điều có giá trị nhất trong cuộc đời này là hạnh phúc. And uh, và những cái điều mà chúng ta làm ngày nay. thậm chí ngay cả việc chúng ta kiếm muốn kiếm rất là nhiều tiền. Ultimately from with money Vậy thì chúng ta kiếm tiền cũng chỉ để mua hạnh phúc đúng không ạ? Vậy thì cái lý do đầu tiên mà thầy muốn có nhiều cộng đồng chúng ta trở thành Việt Nam educator. là chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Lot of happiness will come to you. Rất nhiều cái sự hạnh phúc tuyệt vời đến lot với mình. of, mình. Lot of blessings will come to you. Và rất nhiều điều tốt đẹp đến với mình. From the people who you do not know also. Thậm chí cả những người mà mình không biết. But they will become your friends. Nhưng họ sẽ trở thành bạn của mình. So it is all about sharing knowledge. Đơn giản chỉ là chia sẻ những kiến thức. Second important reason why you should be a diabetes educator. Và cái lý do thứ hai tại sao chúng ta là chuyên viên tư vấn tiểu đường. I can promise one thing. Và Thầy có thể hứa một điều rằng Once you educator, Khi mình trở thành chuyên viên tư vấn tiểu đường Thứ nhất, vì sức khỏe của chính chúng ta Và chúng ta không phải mất một cái đồng nào hay một đô la nào Thì ít nhất là chúng ta không có uống thuốc Và chúng ta khỏi bệnh, đó là điều tuyệt vời Đôi khi chúng ta cũng bị bệnh like common cold giống như bị cảm cúm like fever giống như bị sốt or small illnesses hay là những cái bệnh nhẹ nào đó but when it happens to you nhưng mà nếu mà điều đó xảy ra với chúng ta quickly you will know what to do thì chúng ta biết cách phải làm như cái gì because you are a diabetes educator bởi vì mình là chuyên viên tư vấn tiểu đường mà Diabetes educator is not just about how to cure diabetes. Thực sự là chuyên viên tư vấn tiểu đường không phải là biết mỗi chữa tiểu đường đâu nếu các anh chị mà đã từng tới tham gia cái chương trình hội thảo tiểu đường của thầy trước đây rồi, they already know thì họ cũng biết rằng all the diseases are connected together. tất cả các căn bệnh nó đều có sự liên kết và kết nối với nhau. High blood pressure, giống như bị huyết áp cao, heart disease, bị bệnh tim, or cancer bị ung thư, or inflammatory disease, hay là những cái bị viêm trong cơ thể, brain disorder, hay là những cái rối loạn về não bộ hay là bị gan, hay là bị tiểu đường, tất cả là cùng với nhau, hay là ngay cả việc cảm cúm, và đó là lý do tại sao ở trong cái hành trình mà đi 72 giờ khởi đầu chia tay tiểu đường, khi mà người ta được chữa khỏi bệnh, những cái bệnh khác trong cơ thể cũng chữa được khỏi luôn. Not just diabetes. Thật ra thì không phải chữa mỗi tiểu đường đâu. Reason number three. <laughs> second was. Second Và was. Và lý do số <laughs> ba. yeah. So. <laughs> Chính vì vậy. You'll be protected from all the. Uh, you can save all the money. Uh, which otherwise you would have spent in illness. À, chúng ta tiết kiệm được tiền đúng không ạ? Thay vì vậy uh, đỡ phải dùng tiền đó để uh, chữa bệnh except in emergency. Và đặc biệt là ngoài trừ trường hợp khẩn cấp nhé. That is when we meet some accident unfortunately. Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp là vô tình bị tai nạn hay bị gì đó, được không ạ? That is the time when we you will need a doctor. Thì lúc đấy mình mới cần phải gặp bác sĩ. Otherwise, <laughs> nếu không, you will understand thì chúng ta cần phải hiểu ra rằng how the food can become medicine. chúng ta phải hiểu ra rằng cái thuốc thức ăn nó trở thành liều thuốc hữu hiệu nó như thế nào That is something very important. có một cái điều gì đó nó rất là quan trọng ở đây à và những cái chủ đề này á, hầu như là hầu như không được nói cho bác sĩ biết so you have to become a food doctor. nên là mình sẽ trở thành bác sĩ thực phẩm giống như bác sĩ dinh dưỡng so and also và chính vì vậy. The most thing, thêm một điều cực kỳ quan trọng nữa. In our panel, in our team. Ở trong đội của chúng tôi. We have more than 100 doctors. Chúng tôi có more Hơn 100 bác sĩ đội của thầy á. From all over the world. Và trên khắp thế giới. Today you met three of them here. Ngày hôm nay thì có khoảng 3 4 bác sĩ ngồi đây. Including Dr. Hip. Bao gồm cả bác sĩ Hiệp. I'm jealous of Dr. Hip little bit thầy cũng biết về uh, thông tin về bác sĩ hiệp một ít đấy. Because doctor hip he can uh, cut and take the heart out. Bác sĩ hiệp đó là một cái nhiệm vụ là cắt tim người ta ra xong moi tim ra. <laughs> cắt rồi moi tim ra. And even he can put it back. Và bác sĩ hiệp còn có một cái khả năng là có thể cho tim lại. And then do the stitching. Và bắt đầu khâu nó lại. At least 50% also I can do. À thầy cũng có thể làm được 50 người. I can cut. Thầy cũng có thể cắt được the lấy được tim ra. thing I Nhưng mà bỏ không biết cách bỏ lại thôi. làm mở ra thì được cho được nhưng bỏ lại không được. Surely Đấy đều là thầy có thể làm được. Nhưng mà thầy có thể làm được như thế nào là nếu mà các anh chị nào có cơ hội cho thầy làm thì thầy cũng sẽ sẵn sàng học học. So once I asked Dr. hip nên là có một lần thầy mới hỏi bác sĩ Hiệp. And he was very kind. À, bác sĩ Hiệp rất là tốt bụng. He accepted that, okay, I will train you how to cut the heart. Bác sĩ Hiệp bảo được rồi, thầy muốn đúng không ạ? À, em sẽ chỉ, chỉ cho thầy là mổ tim ra làm sao. And he gave some training on a pig's heart. Và thầy uh, uh, bác sĩ Hiệp sẽ cho một cái quả tim rất là lớn. So what I want to say here is. Vậy thì tim heo đúng không ạ? Lần trước là cho thầy mổ tim heo. Don't worry, little bit of training I am also having of cutting heart. Yên tâm đi, thầy đã từng mổ tim heo một lần rồi. <laughs> so, uh, you can give uh, yourself for trial if you want. Nếu là nếu như anh chị nào muốn thử khả năng của thầy thì cho thầy cơ hội tiếp. So, with us like Dr. Hiệp, we have about 100 Doctors from all over the world. Và cả bác sĩ Hiệp và rất là nhiều bác sĩ Việt Nam Chúng tôi có hơn 100 bác sĩ trên toàn thế giới Even in the November, that is on 14th of November, Diabetes, World Diabetes Day. Ngày 14 tháng 11 năm 2016, đó là ngày tiểu đường thế giới. On that occasion, on 12th of November, on 12th of November. Và khoảng ngày 12 á, tháng 11. One of the world's top doctor. Uh, và trên toàn thế giới này. Dr. Colwell Là sẽ có sự xuất hiện của bác sĩ Colwell Esteen. Who is uh, known to be the doctor of Bill Clinton. Bác sĩ cogwell Estin là bác sĩ chữa bệnh cho Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Rất là tuyệt vời bởi vì ngày 12 tháng 11, bác sĩ chữa bệnh cho Tổng thống Mỹ Bill Clinton, bác sĩ cogwell Estin sẽ có mặt ở Việt Nam. Tuyệt vời không ạ? Thầy đã mời bác sĩ có cơ hội được về Việt Nam. Vậy thì những cái người là VDE là Việt Nam Diabetes Educator là những người chuyên viên tư vấn tiểu đường sẽ có cơ hội được gặp trực tiếp tổng and thống Mỹ à bác sĩ <cười> <cười> chữa bệnh cho tổng thống Mỹ Bill Clinton. And learn from him. Và chúng ta học thêm được nhiều kiến thức từ vị Th bác sĩ này. So As educator, you'll get some unique experiences. Thực sự là làm một người chuyên viên tư vấn tiểu đường thì chúng ta cần phải có kiến thức và Your có những trải nghiệm và kinh nghiệm. Unique opportunities. Chúng ta cần phải có nhiều cơ hội. So to learn from the best of the best doctors of the world. Và chúng ta sẽ có cơ hội được học tới những cái vị bác sĩ giỏi nhất trên hành tinh này. The third reason now. Lý do thứ ba. <laughs> Thôi à, Rồi. Thôi. Là thứ ba. Ba cũng được ba bốn chẳng sao. So the third reason is Và lý do thứ ba In India Ở Ấn Độ Now there are more than 1,000 uh, diabetes educators Hơn của 1.000 người là chuyên viên tư vấn tiểu đường More than 1,000 diabetes educators Hơn 1.000 người là chuyên viên tư vấn tiểu đường And uh, they are from various field và họ rất đến từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ cũng có công việc kinh doanh của họ. Thậm chí có những người là sinh viên. Mà cùng với những cái công việc của họ thì những gì họ làm là gì? Họ cũng là chuyên viên tư vấn tiểu đường. Và đối với một số người thậm chí là chuyên viên tư vấn tiểu đường thì cũng kiếm được rất là nhiều tiền đấy trong cái việc tư vấn giúp đỡ cho những người bị tiểu đường đấy và thầy cũng đã chia sẻ rồi Ấn Độ là một trong những nơi mà có tỷ lệ người bị tiểu đường cao nhất trên thế giới và ở Ấn Độ có hơn 1.000 người chuyên viên tư vấn tiểu đường And lot of people, they come to them. và rất nhiều người đến gặp họ And they take some time to help them cure. và họ dành thời gian để chu, giúp đỡ người ta khỏi bệnh và một khi mà bệnh nhân họ được chữa khỏi they tell about those to their và bây giờ nó đối với cái người đó vận chuyên viên tư vấn tiểu đường là những người bạn vậy thì nó là một cái nghề tuyệt vời đấy where you helping a person to get healed completely. Và khi mà mình giúp đỡ một người nào đó chữa khỏi hoàn toàn. Và bắt đầu mình cũng nhận được cái gọi là thù lao xứng đáng với cái công mình đã bỏ ra. So that is really wonderful. Vậy thì điều đấy cực kỳ tuyệt vời. these are three main important things. Đấy là ba điều, bốn điều mà chúng ta cảm thấy rất là rất là tuyệt vời. thank you, But here the most important thing is education. Ở đây quan trọng nhất là cần phải được giáo dục that once you are a diabetes educator khi mà mình là uh, chuyên viên tư vấn tiểu đường you will get a continuous education và mình phải được giáo dục liên tục your education will never stop thật ra cái sự giáo dục nó không được dừng lại in india ở ấn độ every two months cứ hai tháng một lần the diabetes educator meet is organized và tất cả những người mà chuyên viên tư vấn tiểu đường là họp lại where the diabetes educator meet và nơi mà cái tất cả những người chuyên viên tư vấn tiểu đường họp mặt và chúng tôi luôn luôn cập nhật những kiến thức mới cho họ Similar thing you will do in, in Vietnam also. và chúng tôi cũng đang tiến hành uh, những cái chương trình và sẽ làm như thế ở Việt Nam và chúng tôi cũng đã trao đổi có nghĩa là chúng tôi chuyển giao cái công nghệ này về Việt Nam exchange program means và chuyển giao công nghệ về Việt Nam là sao ạ? Vietnam diabetes educators là chúng ta cũng có Việt Nam educator and đúng không ạ? India's diabetes educator ở Ấn Độ thì thầy có là chuyên viên tư vấn tiểu đường Ấn Độ ở will Việt Nam là chuyên viên tư vấn tiểu đường Việt Nam. Organize tours. À, chúng tôi cũng có những cái tour. Sometimes some Indian educator will come here in Vietnam. Và sau này thì sẽ có rất là nhiều chuyên viên tư vấn tiểu đường ở Ấn Độ về Việt Nam. And sometimes from Vietnam You can also come to India. Ở Việt Nam mình cũng sẽ đi sang Ấn Độ. Tuyệt vời không ạ? À? Okay. So going to be a, an exciting journey. Vậy đây là một cái cuộc hành trình cực kỳ thú vị. And that excitement will never end. Và cái việc thú vị này nó không bao giờ dừng lại. So in this journey, Vậy thì trong cái hành trình này, it's all about the latest medical science. Và chúng ta sẽ được cập nhật những cái kiến thức y khoa gần nhất the highest time science of the uh, highest standard of the medical science. Chúng ta sẽ học những cái kiến thức y khoa cao nhất, những cái kiến thức mới nhất. It is based on the latest research. Và chúng ta sẽ được học những cái nghiên cứu gần đây nhất. It is a combination of ancient wisdom. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp giữa những cái hệ thống cổ xưa. But with the reference of the latest evidence. Và chúng ta sẽ tham khảo và kết hợp với những cái chứng cứ, những cái thực hiện, cái hiện tại, những cái gần đây nhất. So here, và ở đây These are the kind of diabetes Đây chỉ là một trong những cái cái phần uh, những cái công cụ ở trong cái bộ của người uh, chuyên viên tư vấn tiểu đường. Bởi vì đây chỉ là một trong những cái bộ ở đó là bộ công cụ của người chuyên viên tư vấn tiểu đường. So this is called Hobbs wheel. À đây là bánh xe Hobbs đấy ạ. À. Chúng ta đọc rất là nhiều sách và chúng ta bây giờ mới có cơ hội được chứng kiến. And through this uh, there is a calculation here. Đây là trong cái này nó có rất là nhiều cái sự tính toán ở đây. And based on the on the person's age. Và dựa cái độ tuổi của một người. And his weight. cân nặng này. His weight, body weight. Dạ, yeah, cân nặng and kind of disease he's suffering from besides diabetes. Cái loại bệnh mà người ta đang mắc phải ngoài bệnh tiểu đường. How much quantity of food he must eat? Vậy thì họ phải ăn hàm lượng thức ăn là bao nhiêu? What kind of food he must eat? Cái thức ăn nào là họ nên ăn? So that the food plays the role of medicine. Vậy thì lúc này là thức ăn nó trở thành thuốc như thế nào? That role will be played for that. This is the Hobbes wheel scale which you are going to use. À, đây là một trong những cái công cụ và đó là cái thang Hobbes bánh xe của chúng ta. So these kind of tools will be given to you during the diabetes educator program. Vậy thì kèm theo cái này có rất là nhiều cái công cụ để đi kèm. that. Bên cạnh đó. So that the people of Vietnam should know about you that you are a diabetes educator. Và rất là nhiều người Việt Nam phải biết bạn là chuyên viên tư vấn tiểu đường. So that the people should contact you. Vậy thì người ta mới liên lạc với bạn chứ. As we do it in India already. Giống như là ở Ấn Độ. We bring out the book, diabetes Educator Success Story. À, chúng tôi sẽ làm là những cái câu chuyện thành công đúng không ạ của những cái người chuyên viên tư vấn tiểu đường. In this book, find the name and the address of all the diabetes educators. Và trong cái cuốn sách này, mọi người sẽ thấy rằng tên của những chuyên viên tư vấn tiểu đường trong cái cuốn sách này để họ liên lạc. Indian diabetes educators. Thầy cũng có cuốn sách là ở Ấn Độ, được không ạ? Những chuyên viên tư vấn tiểu đường Ấn Độ. And the patient, those who have cured, they have cured those patients, even their profile. À, và dựa vào cái thông tin của những cái uh, chuyên viên tư vấn tiểu đường mà bệnh nhân có thể liên lạc và họ có thể được chữa lành. And through this book, và thông qua cái cuốn sách như thế này, which is available nationally in India, và mới được xuất bản ở Ấn Độ. And also through Amazon.com, it is available worldwide. Và ở trên Amazon thì mình cũng có thể mua được cái cuốn sách này. People they buy the book họ bệnh nhân có thể người ta có thể mua được cuốn sách này And they check the list of the diabetes educator. họ có thể kiểm tra thông tin của những chuyên viên tư vấn tiểu đường cái việc họ sẽ kiểm tra là oh, gần nhà mình có chuyên viên tư vấn tiểu đường nào không Vậy thì ở cái thành phố này Nếu như họ là gần ai gần địa chỉ của ai thông tin của ai là chuyên viên tư vấn tiểu đường thì họ sẽ gọi cho người đó So this kind of book we in future will make for Vietnam uh, diabetes Vậy thì well. những cái người nào Việt Nam diabetes educator chúng tôi sẽ xuất bản sách có tên của các anh chị trong đó để mọi người có thể tiện liên lạc với các anh chị. So Tuyệt vời không ạ? One thing. Okay. One thing, one uh, feedback which is which more often is given by my diabetes educator in India. Và một trong những cái phản hồi từ những chuyên viên tư vấn tiểu đường Ấn Độ với thầy. That Now they and their family. Hiện nay là họ và những người thân trong gia đình của họ. They feel that they are protected from illness. Và họ hầu như họ được bảo vệ khỏi bệnh tật. If they are ill sometimes. Nếu như đôi khi mà họ bị bệnh. They are not worried. Thì họ đâu có cần phải lo lắng. They are not confused. Họ cũng không cần phải bối rối. They don't look for the doctors. Họ không đi tìm kiếm đi gặp bác sĩ. They go to the hospital. Họ cũng không có đi bệnh viện. They know they have the power to cure. Bây giờ họ đã có sức mạnh để có thể chữa lành. So that is the most important thing. Đó là điều quan trọng nhất. So you have your own power you are your own doctor. Mình cũng có thể có sức mạnh đó, mình nắm giữ được sức mạnh đó và mình là bác sĩ của chính mình. And your medicine is the fruits and vegetables. À, và thuốc ở đây chính là rau củ quả là dinh dưỡng. As created by the god. Và được tạo ra từ tạo hóa này. So that is I think is one of the which will, uh, which is the most motivating reason và đấy là một trong những lý do tạo cho chúng ta có một cái động lực so that we should become a as well. để chúng ta trở thành diabetes educator đúng không ạ huấn luyện viên là chuyên viên tư vấn tiểu đường Việt Nam không có điều gì phá hủy hạnh phúc của chúng ta bằng cái việc của chúng ta sống một cuộc sống ốm yếu cả <laughs> càng cái việc mà và loại bỏ được cái việc mà bệnh ra khỏi cuộc đời của chúng ta. This Educator program gives the power và khi mà chúng ta là trở thành chuyên viên tư vấn tiểu đường where the person understands và khi đó thì người ta hiểu ra được rằng the power to heal sức mạnh để chữa lành is within you only. đó là do chính bản thân bạn có khả năng làm được điều đó I'll give you one small tip. thầy sẽ cho thêm một cái ví dụ nữa một kỹ thuật nữa This is something which we keep on teaching to our diabetes in India. Và đây là những một trong những cái thông tin mà tôi dạy những cái người chuyên viên tư vấn tiểu đường ở Ấn Độ. These days, ngày nay, if you read any news about India, những cái gì mà bạn đọc những cái thông tin mới ở Ấn Độ on the front page of every newspaper, cứ mỗi một cái trang mà trên báo. There is one news which is coming for last two months or three months. Và cái thông tin mà khoảng 2 3 tháng trước cách đây. In India at this time, ở Ấn Độ vào thời điểm đó, everybody is sick of fever. Và ai hầu như mọi người đều bị sốt. Uh, everybody is sick with a viral fever. Ai cũng bị sốt bởi vì một cái loại virus. The, there is no no place in the hospitals. Vậy thì không có có nghĩa là không còn chỗ cho ở bệnh viện nữa. Doctors business are at the highest peak. Doctor's business is the highest peak. Và cái việc kinh doanh thì tự nhiên là tốc độ nó tăng lên một cách chóng mặt. And the important thing about the viral illness. Và cái việc mà bị bệnh do virus là như thế nào? As you already know. Và khi mình đã biết rồi. For viral illness, for the illness of virus. Những cái bệnh mà liên quan đến virus. There is no medicine as of now. Không có thuốc nào chữa được những cái bệnh liên quan đến virus cả. There is no medicine for viral illness. Không có cái thuốc nào chữa được bệnh virus cả. So only your immunity can cure. Chỉ có hệ miễn dịch của bạn mới chống lại được virus thôi. So we collected our diabetes educator. Nên là chúng tôi gom lại tất cả những chuyên viên tư vấn tiểu đường. And gave a small tip. Và cho họ một cái công cụ. And if you do this. Và nếu như bạn làm được điều này. Your illness, viral illness will go away within 2 3 days. Và virus nó sẽ biến mất khỏi từ 2 đến 3 ngày. And that is và đó là if you find anybody ill Of viral illness. Nếu như bạn thấy bất kỳ ai mà bị mắc bệnh liên quan đến virus. If you find anybody is having high fever. Nếu như ai đó bị sốt cao. If you find anybody with the tremendous pain in the joints. Ai mà đó bị đau cái khớp hoặc đau những cái đó tạm thời. Do you hear of Zika? Zika? Các anh chị biết là bệnh Zika không ạ? Huh? Biết Zika không ạ? Virus Zika đó. Zika. Last week when I was in Malaysia tuần trước thầy đến Malaysia. People are scared of Zika. Người ta rất là sợ virus Zika. But in India, nhưng ở Ấn Độ, there is a elder brother of Zika. There is a elder brother of Zika. Có nghĩa là anh của cả Zika luôn, virus Zika luôn. Its name is dengue, dengue. Tên của cái virus mạnh hơn ghê hơn Zika nữa, tên nó là dengue. Dengue. And then there is a small sister of Zika. Mà nó cái Zika là bệnh nhỏ thôi, vặt dengue lớn hơn. Its name is chicken gunia. Còn trơn cả cái đấy nữa là chicken. Chicken gunia. Gunia. Yeah. Uh, is another virus. Là một cái loại virus khác. And in India it is spreading very fast. Mà ở Ấn Độ nó lan cực kỳ nhanh. So uh, many uh, initially first time when the people heard chicken gunia. Cái lần đầu tiên mà họ nghe thấy chicken gunia. They thought it is a food. Họ cứ nghĩ là cái cái nó là thức ăn. <laughs> Cái bệnh virus mà họ cứ nghĩ đấy là thức ăn. They wanted to buy chicken gunia. Họ lại tưởng là thức ăn họ muốn mua chicken gunia. But then they, they then then they came to know it is the name of a virus. Nhưng mà khi họ biết rằng đây là tên của một loại virus. Few months back you did you hear about Ebola? Ebola. Cách đây vài tháng trước mình nghe thấy Ebola đúng không ạ? So these are the virus. Đấy là những loại virus. And in medical science. Và ngành khoa học y khoa. For virus there is no medicine đối với virus không có cái thuốc nào chữa được hết. So if you have virus Vậy thì nếu như chúng ta bị dính virus thì sao? Going help. Đi bệnh viện không giúp đỡ được. Bởi vì làm gì có thuốc để chữa được. So Vậy thì liệu rằng các bạn có đi bệnh viện hay là không? Vậy thì chẳng có gì là khác biệt cả. Because for virus there is no medicine ever. Bởi vì virus không có thuốc để chữa được nó. But do this and you will be cured in just 2 to 3 days. Nếu như làm điều này, mình có thể khỏi trong 2 đến 3 ngày. So if you find any patient with high fever. Nếu như thấy ai đó bị sốt cao. Or if you find any patient with a joint pains. Ai đó bị đau các cái khớp. Or some skin rashes suddenly. Hay là da nó có cái vấn đề cái gì đó. This means there is some virus attack. Có nghĩa là có virus tấn công. Step one. Bước số một. Ask that patient stop eating any solid food. Yêu cầu bệnh nhân là ngưng ăn những cái thực phẩm cứng. No solid food. Những cái thực phẩm nào mà cứng thì không nên ăn. For two days. Không ăn trong vòng 2 ngày. Step 2. Bước số 2. Ask what is his body weight. Vậy thì hỏi xem cân nặng của họ là bao nhiêu. For example, my body weight is 70. Ví dụ cơ thể của thầy nặng 70 kg. So divided by 5. Chia cho năm How many how many, what is the number? 70 chia năm còn bao nhiêu? 14. 14. Khoảng 14. So in the whole day. Vậy thì nguyên cả một ngày. 14 glasses of coconut water. 14 glass hmm. of coconut. coconut. water. Một ngày 14 ly nước dừa. For two days. Trong vòng 2 ngày. Slowly. Uống chậm like a beer uống nước dừa mà như uống bia And if you could do it Nếu như làm được điều đó in 48 hours 14 48 hours 4 nights bốn mấy tám giờ cái này phải cực kỳ chính xác The person is cured, là người đó sẽ được chữa khỏi So this is one small knowledge Ôi cái này chỉ là một cái kiến thức rất nhỏ which can help a person to get cured so quickly. Mà có thể giúp cho bệnh nhân chữa bệnh khỏi nhanh. That is the value of diabetes educator. Vậy thì đấy chỉ là một trong những kiến thức nhỏ trong khổng lồ những kiến thức mà VD có được. It is for the society. Đó là cho xã hội này. A solution which can help the masses. Giải pháp có thể giúp cho cộng đồng. So in India. Và ở Ấn Độ. Our diabetes educator. Tất cả những người mà chuyên viên tư vấn tiểu đường. Through social media. Và đặc biệt. They spread this message so fast ở Ấn Độ lan truyền những cái thông tin này nó quá nhanh. That every day thousands of email and phone coming to my office. Thậm chí là cả hàng mỗi ngày là cả hàng ngàn hàng ngàn cái cuộc điện thoại email đến với văn phòng của thầy. From all across India. Mà trên khắp cái toàn là Ấn Độ. And patient telling that oh we got the method from diabetes educator. Và họ mới nói rằng Ờ chúng tôi có những cái chương trình có những cái kiến thức đến từ là những chuyên viên tư vấn tiểu đường. Through WhatsApp và chờ như họ or through Viber và cho thông qua website này thông qua các cái trang mạng và chúng tôi làm theo và chúng tôi đã được chữa lành what vậy đó là nhiệm vụ của những người chuyên viên tư vấn tiểu đường Educator and we'll take it forward. và Thầy mong muốn là chúng ta sẽ còn tiếp tục được gặp nhau và trên cái bước đường càng ngày chúng ta càng tiến lên chúng ta lan truyền những cái thông tin giá trị cho cộng đồng bring happiness and joy in the people's face hãy đem những cái điểm hạnh phúc tới cho những cái người xung quanh của chúng ta Thank you. dạ xin chân thành cảm ơn <laughs>